一根，有个杨明头，有个三松，啊，加西。Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách reset cứng cho dòng điện thoại Samsung. Đây cụ thể là dòng điện thoại Samsung Galaxy S2 M250S. Do cái điện thoại chúng ta sử dụng lâu ngày hoặc là cài đặt các ứng dụng dẫn đến là trường hợp nó bị chậm, thì chúng ta muốn làm mới lại cái điện thoại thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta reset. Thì để tiến hành reset thì chúng ta sẽ tắt nguồn cái điện thoại của chúng ta. Để chúng ta có thể là tắt nguồn cách là chúng ta tháo pin và sau đó chúng ta sẽ nhấn giữ nút volume cộng kết hợp với phím home và phím nguồn, và khi cái điện thoại chúng ta xuất hiện được cái dòng Samsung Galaxy S2 thì chúng ta thả ra. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển xuống chọn cái dòng là Wide Data Factory và chúng ta nhấn cái phím nguồn để chúng ta chọn. Sau đó chúng ta nhấn phím volume trừ, chúng ta di chuyển xuống và chúng ta chọn cái dòng là Z Delete All User Data và chúng ta chọn. Vậy thì quá trình chúng ta reset cứng qua data thành công. Sau đó chúng ta sẽ chọn reboot. Công việc tiếp theo là chúng ta sẽ thiết lập lại cái điện thoại và sử dụng. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong cái cách reset cứng cái dòng điện thoại Samsung. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.